Kính thưa Quốc hội, theo chương trình kỳ họp, được sự phân công của Chủ tịch Quốc hội, tôi điều hành nội dung Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật quy hoạch đô thị và nông thôn, thời gian đến 11 giờ 15 phút. Phiên thảo luận được truyền hình trực tiếp trên truyền hình Quốc hội để cử tri và nhân dân theo dõi. Theo chương trình, xin mời Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật quy hoạch đô thị và nông thôn, thời gian tối đa 15 phút. Kính thưa các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp. Kính thưa Quốc hội, kính thưa đồng bào và cử tri cả nước. Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã xem xét cho ý kiến về dự án luật quy hoạch đô thị và nông thôn. Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và ý kiến của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật. Đến nay gồm 6 chương và 65 điều, bỏ 2 điều và bổ sung 2 điều so với dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo tóm tắt một số nội dung trong tiếp thu giải trình chỉnh lý dự thảo luật như sau. Thứ nhất, về mối quan hệ giữa các quy hoạch. Về mối quan hệ giữa các cái quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn, tại khoản 2 và khoản 3 điều 7 đã được chỉnh lý theo hướng quy định rõ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết, có tính chất cụ thể hóa, chi tiết hóa dần, đồng thời quy định rõ các cái nội dung tại quy hoạch chung được cụ thể hóa tại quy hoạch phân khu, các cái nội dung tại quy hoạch phân khu được cụ thể hóa tại quy hoạch chi tiết. Nội dung yêu cầu và nguyên tắc cụ thể hóa phải được xác định, quy định rõ trong quy hoạch, bảo đảm rõ ràng, thuận lợi cho quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Về mối quan hệ giữa quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch đô thị nông thôn với quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia, ngày 24 tháng 9 năm 2024, thì Chính phủ có tờ trình số 513 về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu, trình Quốc hội xem xét qua kỳ họp thứ 8 theo trình tự thủ tục rút gọn. Theo đó, đề xuất sửa luật quy hoạch năm 2017, trong đó quy định rõ quy hoạch đô thị nông thôn là quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia. Tuy nhiên sau đó thì ngày 18 tháng 10 năm 2024, Chính phủ có tờ trình mới số 675 về dự án luật này. Theo đó đã hoàn thiện dự thảo luật theo hướng quy định rõ quy hoạch đô thị nông thôn là quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành và đưa ra khỏi hệ thống quy hoạch quốc gia, bỏ khoản 5 điều 5 của luật quy hoạch. Và quy định quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành phải phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh có liên quan theo quy định của Chính phủ. Trong quá trình tiếp thu chỉnh lý hai dự thảo luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu hoàn thiện, bảo đảm sự đồng bộ thống nhất. Hai, về các cái trường hợp liên quan đến phạm vi quy hoạch và địa giới hành chính khi lập quy hoạch đô thị và nông thôn quy định tại điều 5. Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo luật đã được chỉnh lý theo hướng quy định rõ đối với các trường hợp liên quan đến phạm vi quy hoạch và địa giới hành chính theo hướng giảm được tối đa các cái quy hoạch phải lập. Thứ ba là về nguyên tắc lập đồng thời các cái quy hoạch chung quy định tại điều 7, quy định bảo đảm sự phù hợp tuân thủ của dự án đầu tư xây dựng với quy hoạch đô thị và nông thôn trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa các cái cấp quy hoạch đô thị và nông thôn quy định tại điều 8. Trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo luật đã bổ sung quy định về việc cho phép lập đồng thời các quy hoạch chung. Trường hợp quy hoạch chung khác cấp thẩm quyền phê duyệt thì quy hoạch chung có cấp thẩm quyền phê duyệt cao hơn được phê duyệt trước. Trường hợp chung quy hoạch chung có cùng cấp thẩm quyền phê duyệt thì quy hoạch chung được lập thẩm định xong trước được phê duyệt trước. Về cơ chế giải quyết vướng mắc này, căn cứ ý kiến của Chính phủ, dự thảo luật đã chỉnh sửa quy định tại khoản 3 điều 7. Dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 tách thành điều 8 với nội dung cụ thể như sau. Trường hợp có mâu thuẫn giữa các quy hoạch đô thị nông thôn cùng cấp thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch hoặc cơ quan có thẩm quyền cao hơn quyết định quy hoạch được thực hiện thay vì thực hiện quy trình rà soát điều chỉnh.
Trường hợp mâu thuẫn giữa quy hoạch đô thị nông thôn khác cấp độ thì các cơ quan tổ chức lập quy hoạch thực hiện rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch để thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch theo quy định tại chương 3 của luật này. Trong trường hợp mâu thuẫn giữa các quy hoạch cùng cấp độ thì các cái nội dung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch quyết định thực hiện phải được cập nhật và thực hiện trong hồ sơ quy hoạch. Trình tự thủ tục báo cáo quyết định quy hoạch được thực hiện trong trường hợp này được thực hiện theo quy định của Chính phủ và đảm yêu cầu nguyên tắc trong hoạt động quy hoạch đô thị nông thôn. 4. Về quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại Điều 20. Trên cơ sở ý kiến của Chính phủ và đề xuất của các thành phố trực thuộc Trung ương, trong bối cảnh các quy hoạch vừa mới được phê duyệt hoặc đang trong quá trình hoàn thiện trình phê duyệt, cần có thời gian kiểm nghiệm, tổ chức thực hiện trên thực tế. Do đó, dự thảo luật tiếp tục giữ quy định tại hai loại quy hoạch là quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương và quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch tỉnh. Thời gian tới, đề nghị các bộ ngành và các thành phố trực thuộc Trung ương có tổ chức thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt bảo đảm hiệu quả, nâng cao chất lượng, rà soát kịp thời điều chỉnh các cái quy hoạch trong trường hợp phát hiện mâu thuẫn, tránh gây vướng mắc khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân. 5. Về thời hạn lập quy hoạch phân khu đô thị quy định tại Điều 23. Trên cơ sở ý kiến của Chính phủ về đơn giản hóa trình tự thủ tục để rút ngắn thời gian hoàn thành quy hoạch phân khu, dự thảo luật đã được chỉnh sửa như sau. Không quy định việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với bước nhiệm vụ quy hoạch, chỉ lấy ý kiến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Thời gian lấy ý kiến các cơ quan được điều chỉnh giảm từ 10 ngày xuống 7 ngày tại khoản 4 điều 35. Thời gian thẩm định nhiệm vụ quy hoạch được điều chỉnh giảm từ 25 ngày xuống 15 ngày tại khoản 4 điều 39. Thời gian thẩm định quy hoạch phân khu đô thị được điều chỉnh giảm từ 60 ngày xuống 30 ngày tại khoản 4 điều 39. Bổ sung quy định trong nội dung quy hoạch chung phải xác định các khu vực dự kiến lập quy hoạch phân khu tại điều 20 và điều 21. Trên cơ sở đó, dự thảo luật đã chỉnh lý quy định về thời gian tối đa hoàn thành việc lập phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị sau khi quy hoạch chung đô thị được phê duyệt từ 12 tháng xuống còn 6 tháng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục theo dõi, chỉ đạo nội dung này trong quá trình tổ chức thi hành luật sau khi được ban hành, tiếp tục rà soát, yêu cầu nội dung để rút ngắn thời gian tại tất cả các bước trong trình tự lập và phê duyệt quy hoạch đô thị nông thôn, bảo đảm bố trí đủ nguồn lực và nâng cao năng lực lập thẩm định phê duyệt quy hoạch đô thị nông thôn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khẩn trương tổ chức lập các cái quy hoạch đô thị nông thôn theo đúng các cái quy định, bảo đảm các cái điểm mới tiến bộ của luật nhanh chóng đi vào cuộc sống. Thứ 6, về trường hợp cần lập riêng quy hoạch chung xã tại điều 25 và điều 27. Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo luật đã được chỉnh sửa theo hướng cơ bản không lập quy hoạch chung xã. Quy hoạch chung huyện bao hàm cả các cái nội dung định hướng phát triển xã, chỉ lập quy hoạch xã trong trường hợp xã có đặc thù phải lập riêng quy hoạch chung. Ủy ban nhân dân cấp huyện phải làm rõ sự cần thiết, cơ sở thực tiễn, phân bố dân cư, diện tích, yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, văn hóa, điều kiện tự nhiên, cảnh quan. Đối với các xã đặc thù, cần phải lập riêng quy hoạch chung xã để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định trong nhiệm vụ quy hoạch chung huyện. Đồng thời, trong trường hợp cần điều chỉnh cục bộ đối với nội dung quy hoạch chung xã được tích hợp trong quy hoạch chung huyện, thì Ủy ban nhân dân cấp huyện có thể chủ động điều chỉnh để thực hiện kịp thời, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn quy định tại Điều 47. Bên cạnh đó, Điều 5 dự thảo luật đã bổ sung quy định tại các cái khoản 1, 4, 7 và 9 về trường hợp không phải lập quy hoạch chung xã liên quan đến phạm vi quy hoạch và địa giới hành chính. Thứ 7, về lấy ý kiến đối với nhiệm vụ quy hoạch đô thị và nông thôn tại Điều 35 và Điều 36. Trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo luật đã được chỉnh lý theo hướng thiết kế lại Điều 35 và Điều 36, phân biệt giữa việc lấy ý kiến đối với nhiệm vụ quy hoạch và việc lấy ý kiến đối với quy hoạch đô thị nông thôn về trách nhiệm, đối tượng, nội dung, hình thức, thời gian lấy ý kiến. Theo đó, chỉ lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với quy hoạch đô thị nông thôn, trình tự thủ tục lấy ý kiến cộng đồng dân cư được thực hiện theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị nông thôn có trách nhiệm tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến cộng đồng dân cư và phải công bố công khai và bảo đảm quy chế dân chủ. Phạm vi đối tượng lấy ý kiến được xác định rõ tại nhiệm vụ quy hoạch đô thị nông thôn.
đồng thời để rút ngắn thời gian tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch. Thời gian lấy ý kiến đã được điều chỉnh. Đối với nhiệm vụ quy hoạch, các cơ quan được yêu cầu cho ý kiến trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ. Đối với quy hoạch đô thị nông thôn, các cơ quan tổ chức và chuyên gia được yêu cầu cho ý kiến trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ. Cộng đồng dân cư cho ý kiến trong vòng 30 ngày, bảo đảm phù hợp với tính chất và yêu cầu, mục đích của việc lấy ý kiến. Bên cạnh đó, dự thảo luật đã chuyển quy định tại Điều 40 về lấy ý kiến Bộ Xây dựng và ý kiến của cơ quan chuyên môn về quy hoạch đô thị nông thôn sang Điều 36 và chỉnh lý theo hướng làm rõ nội dung, giá trị pháp lý, thời hạn cho ý kiến và phù hợp với thực tiễn lập quy hoạch đô thị nông thôn. 8. Về thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch đô thị và nông thôn tại Điều 40, thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn, Điều 47. Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và trên cơ sở ý kiến của Chính phủ, dự thảo luật được chỉnh lý theo hướng tiếp tục phân cấp thẩm quyền phê duyệt từ Thủ tướng Chính phủ xuống cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các cái quy hoạch có tính chất cụ thể hóa quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm tăng cường vai trò, tính chủ động và trách nhiệm của chính quyền địa phương. Chỉnh lý làm rõ thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của khu vực có ý nghĩa quan trọng quốc gia về chính trị, văn hóa, lịch sử, an ninh quốc phòng được xác định trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương, bổ sung thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chi tiết của dự án quốc phòng, an ninh cần bảo đảm bí mật nhà nước, làm căn cứ để Chính phủ giao cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc cơ quan có liên quan phê duyệt quy hoạch loại này. Đồng thời, tại khoản 2 điều 47 đã bổ sung quy định đối với quy hoạch đô thị nông thôn thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà do Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lập thì Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lập thẩm định phê duyệt, công bố điều chỉnh của bộ quy hoạch theo trình tự thủ tục do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Bên cạnh đó, trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội, Chính phủ dự thảo luật tiếp tục quy định thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại 1 tại khoản 1 điều 40 phù hợp với vị trí chức năng vai trò của đô thị loại 1 cần được kiểm soát chặt chẽ về mặt không gian. 9. Về việc báo cáo Hội đồng Nhân dân trước khi phê duyệt quy hoạch quy định tại Điều 40. Trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội, ý kiến của Chính phủ tại khoản 5 điều 40 đã được chỉnh lý theo hướng kế thừa từ quy định pháp luật hiện hành về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng. Đối với quy hoạch chung thành phố thị xã thì Ủy ban Nhân dân các cấp tổ chức lập quy hoạch có trách nhiệm báo cáo Hội đồng Nhân dân cung cấp hoặc Hội đồng Nhân dân cấp trên trong trường hợp không tổ chức Hội đồng Nhân dân cung cấp, thay vì báo cáo để thông qua trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét phê duyệt, nhằm vừa bảo đảm chức năng giám sát của Hội đồng Nhân dân theo quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương, vừa giảm thủ tục không cần thiết là phải được Hội đồng Nhân dân thông qua tại các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân, nhằm đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch, nâng cao chất lượng quy hoạch. Tương tự, đối với quy hoạch chung do Bộ Xây dựng tổ chức lập, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có liên quan có trách nhiệm báo cáo Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh thay vì báo cáo để thông qua trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét phê duyệt. 10. Về quy định các trường hợp chuyển tiếp tại Điều 65. Trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo luật đã được rà soát, chỉnh sửa bổ sung các cái trường hợp cần có quy định chuyển tiếp, bảo đảm rõ ràng, thuận lợi cho quá trình tổ chức thực hiện. Ngoài các vấn đề nêu trên, tại báo cáo đầy đủ số 938, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giải trình chi tiết và báo cáo cụ thể về việc tiếp thu, chỉnh lý nhiều nội dung của dự thảo luật. Trên đây là báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn trong tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự thảo luật quy hoạch đô thị nông thôn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng báo cáo Quốc hội xem xét cho ý kiến. Xin cảm ơn chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, kính thưa Quốc hội. Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã thảo luận tại tổ và hội trường về dự án luật quy hoạch đô thị và nông thôn với 62 lượt ý kiến của đại biểu Quốc hội phát biểu tại tổ và 14 lượt ý kiến phát biểu tại hội trường, 2 ý kiến gửi bằng văn bản. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận về dự án luật. Dự thảo luật cũng đã được gửi xin ý kiến Chính phủ và các đoàn đại biểu Quốc hội để tiếp thu hoàn thiện. Hồ sơ dự án luật cũng đã được gửi đến các vị đại biểu Quốc hội. Đề nghị các vị đại biểu Quốc hội thảo luận về dự thảo luật tập trung vào các nội dung đã nêu trong báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật và các nội dung có nhiều ý kiến tham gia như mối quan hệ giữa các quy hoạch, nguyên tắc lập đồng thời các quy hoạch chung, xử lý trường hợp có mâu thuẫn giữa quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương, thời hạn lập quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch chung xã,
thẩm quyền phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn, quy định các trường hợp chuyển tiếp. Trên bảng điện tử hiện nay đã có 22 đại biểu đăng ký, đề nghị mỗi vị đại biểu phát biểu không quá 7 phút và tranh luận không quá 3 phút, đi thẳng vào các vấn đề, tránh trùng lặp. Đoàn chủ tịch chúng tôi sẽ mời phát biểu theo thứ tự đăng ký. Đoàn chủ tịch cũng sẽ mời đại diện cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Sau đây xin mời các vị đại biểu Quốc hội thảo luận. Đầu tiên xin mời đại biểu Nguyễn Phương Thủy, Đoàn thành phố Hà Nội phát biểu và đại biểu Trình Nam Sinh, Đoàn An Giang chuẩn bị. Kính thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa các vị đại biểu Quốc hội. Thứ nhất, tôi cơ bản tán thành với cả các nội dung mà đã được giải trình tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đánh giá cao dự thảo luật lần này đã tích hợp giảm số lượng các loại quy hoạch, đơn giản hóa thủ tục lập, phê duyệt, điều chỉnh các loại quy hoạch, cũng như là đẩy mạnh phân quyền cho các địa phương trong công tác lập và quản lý các loại quy hoạch. Để tham gia ý kiến tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật, tôi xin có ý kiến về hai nội dung cụ thể như sau. Thứ nhất, tôi tiếp tục trân trọng đề nghị Quốc hội xem xét bổ sung vào điều 2 giải thích từ ngữ, nội dung quy định về khái niệm thế nào là khu vực nội thành, nội thị. Đây là nội dung Thường trực Ủy ban Pháp luật đã có ý kiến và nội dung giải trình được nêu trong báo cáo số 983 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tôi cho rằng là chưa thực sự thuyết phục. Kính thưa Quốc hội, đầu tiên chúng ta cần nhận thức rõ ràng về vai trò của khu vực nội thành, nội thị. Đây không đơn thuần là khu vực nằm bên trong ranh giới của đô thị, mà cần được định nghĩa là khu vực trung tâm, là lõi của đô thị, có sự tập trung cao về dân cư, dịch vụ, hoạt động kinh tế và hạ tầng đô thị, là một không gian có tính liên kết cao, nơi mà các yếu tố xã hội, kinh tế và văn hóa có sự gắn bó chặt chẽ. Việc xác định khu vực nội thành, nội thị có tính liên kết cao sẽ giúp cho việc quy hoạch được thực hiện một cách toàn diện, thống nhất, thúc đẩy sự phát triển của hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị, có sự liên thông, đồng bộ, kết nối cao, nâng cao chất lượng hiệu quả phục vụ và tăng cường tiện ích cho người dân đô thị. Một khu vực nội thành, nội thị liên kết liền mạch sẽ tạo môi trường thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển, từ đó thúc đẩy sự tăng trưởng phát triển kinh tế của kinh tế đô thị, tạo cơ hội việc làm, tăng thu nhập và nhiều tác động tích cực khác. Trước nay chúng ta vẫn ngầm hiểu nội thành của thành phố trực thuộc trung ương là các quận, nội thành của thị xã, các thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố là các phường và phần còn lại thì là ngoại thành. Cách hiểu này cũng thống nhất với các quy định đang được thể hiện trong dự thảo luật. Ví dụ như ở quận, ở phường thì chúng ta không có quy hoạch chung và Ủy ban Nhân dân ở quận, ở phường thì có thẩm quyền rất hạn chế trong việc phê duyệt hay là lập các loại quy hoạch. Trước đây trong luật thủ đô năm 2012 thì cũng đã xác định nội thành là khu vực gồm các quận của thành phố Hà Nội, ngoại thành là khu vực gồm các huyện, thị xã của thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, do hiện nay không có một văn bản quy phạm pháp luật nào quy định một cách chính thức thế nào là khu vực nội thành, nội thị, nên dẫn đến cả trong công tác quy hoạch đô thị và thực tiễn phát triển các đơn vị hành chính đô thị đang tồn tại một thực trạng là có một số đô thị, chủ yếu là các thị xã và thành phố thuộc tỉnh, đang duy trì các khu vực nội thành, nội thị tách biệt, thiếu tính kết nối. Tôi chỉ xin ví dụ như thành phố Tuyên Quang, thành phố Phú Quốc hay là thị xã Tịnh Biên thuộc tỉnh An Giang đều đang có một hoặc một số phường cách biệt hẳn với các phường còn lại, chen ở giữa là các khu vực nông thôn rất là rộng lớn. Điều này tạo ra sự phân tán khó khăn trong cung cấp và phát triển các dịch vụ hạ tầng đô thị, giảm tính cạnh tranh, giảm sự thu hút các nhà đầu tư, đồng thời gây khó khăn trong việc quản lý tài nguyên, đặc biệt là về đất đai, cũng như xử lý các vấn đề về môi trường. Đây thực sự là một sự lãng phí về nguồn lực đầu tư, về cơ hội phát triển và lãng phí cho xã hội nói chung. Hơn nữa, việc xác định rõ mô hình cấu trúc đô thị, trong đó có khu vực nội thành, nội thị, liền mạch, không chỉ có ý nghĩa về mặt không gian mà còn gắn liền với mô hình tổ chức chính quyền địa phương, chính quyền đô thị. Từ năm 2021 đến nay, thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, chúng ta đã áp dụng mô hình chính quyền đô thị tại một số thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó là không tổ chức hội đồng nhân dân phường, hội đồng nhân dân quận tại một số nơi. Lý do để chính phủ, các địa phương đề xuất và Quốc hội quyết định lựa chọn mô hình này là do quận, phường không được coi là một đơn vị hành chính đô thị độc lập, không tự quyết định được một số vấn đề riêng của địa phương mình. Ví dụ như về quy hoạch, về xây dựng phát triển hạ tầng kỹ thuật hoặc về định hướng phát triển kinh tế xã hội mà phải phụ thuộc chịu sự chi phối trong tổng thể đô thị của thành phố trực thuộc trung ương, của thị xã hay của thành phố thuộc thành phố. Do đó, nếu chấp nhận có thể có quận, phường không dính liền với các quận, phường còn lại,
thì vô hình chung đã làm phá vỡ lý thuyết về chính quyền đô thị mà chúng ta đang áp dụng. Điều này thì Ủy ban Pháp luật cũng đã nhiều lần có ý kiến khi thẩm tra các đề án về thành lập đơn vị hành chính đô thị của các địa phương, song do thiếu căn cứ về mặt pháp lý nên vẫn phải chấp nhận thực tế như đã nêu. Tôi cho rằng quy hoạch cần phải đi trước, làm định hướng kim chỉ nam cho việc quản lý và phát triển hệ thống đô thị, chứ không chỉ là ghi nhận lại thực trạng phát triển đô thị một cách tự phát và còn tương đối manh mún lộn xộn như hiện nay. Đồng thời với đó, do đó là trong luật này cần phải bổ sung định nghĩa rõ ràng về khu vực nội thành, nội thị, ngoại thành, ngoại thị. Đồng thời với đó thì cần bổ sung một số quy định về yêu cầu và nguyên tắc đối với việc quy hoạch khu vực nội thành, nội thị tại điều 6, điều 7 và yêu cầu về các tiêu chí quy hoạch về phân loại đô thị áp dụng đối với khu vực này tại điều 20, điều 21. Điều này sẽ giúp hạn chế các bất cập hiện nay trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị, hạn chế lãng phí trong đầu tư nguồn lực phát triển, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của đô thị và làm cơ sở cho việc xây dựng mô hình tổ chức chính quyền đô thị tinh gọn, hiệu quả, chuyên nghiệp. Vấn đề thứ hai tôi xin tham gia ý kiến đó là cần tiếp tục xem xét quy định về phạm vi các loại quy hoạch cần lấy ý kiến cộng đồng dân cư và trình tự thủ tục thực hiện lấy ý kiến quy định tại điều 36 của dự thảo luật. Mặc dù Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu và có điều chỉnh các cái quy định liên quan đến việc lấy ý kiến này, tuy nhiên tôi thấy rằng là tại điểm A khoản 2 điều 36 đang quy định là tất cả các loại quy hoạch đô thị và nông thôn đều phải lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan. Trình tự thủ tục lấy ý kiến thì thực hiện theo quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở. Nhưng điểm B khoản 6 điều này thì lại có quy định về thời hạn và một số hình thức lấy ý kiến khác với quy định của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Do vậy quy định tại hai điểm này đang có sự chưa thống nhất. Bên cạnh đó, từ thực tiễn phản ánh tại các địa phương và tại cơ sở cho thấy việc tổ chức lấy ý kiến đối với số lượng lớn các loại quy hoạch với phạm vi, quy mô, tính chất khác nhau và với cách thức như thực hiện tại quy định tại luật thực hiện dân chủ ở cơ sở thì sẽ không thực sự hiệu quả, dễ dẫn đến hình thức và lãng phí. Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư theo pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở chỉ nên giới hạn áp dụng đối với các quy hoạch có ảnh hưởng liên quan trực tiếp đến người dân như quy hoạch chung ở xã, các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết có ranh giới, phạm vi quy hoạch trên địa bàn, đơn vị hành chính cấp xã. Còn đối với các quy hoạch khác mang tính vĩ mô hơn thì nên có hình thức lấy ý kiến phù hợp hơn như cách đã làm trước đây, tức là chúng ta chỉ có công bố và người dân nào quan tâm thì có thể tham gia ý kiến trực tiếp. Do đó thì chúng tôi đề nghị là cũng cần phải điều chỉnh lại các các cái nội dung về lấy ý kiến này. Và cái thời gian lấy ý kiến thì 30 ngày, nếu mà trong trường hợp mà gửi lấy ý kiến các hộ gia đình thì cũng là quá dài. Đồng thời là chúng tôi cũng đề nghị là sửa khoản 6 điều 25 của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở để cập nhật các cái nội dung quy hoạch mà cần được lấy ý kiến người dân. Tôi xin hết ý kiến, xin cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn đại biểu, xin mời đại biểu Trình Nam Sinh phát biểu. Đại biểu Lã Thanh Tân, đoàn thành phố Hải Phòng chuẩn bị. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa Quốc hội, theo hồ sơ trình cho thấy, dự thảo luật quy hoạch đô thị và nông thôn đã được điều chỉnh nhiều nội dung góp ý tại kỳ họp lần thứ 7. Để tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo luật trước khi thông qua, tôi xin phát biểu hai vấn đề như sau. Một là về những vấn đề chung, dự thảo luật được xây dựng với nhiều điểm mới đáp ứng được nhu cầu thực tiễn, bổ sung các quy định nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trong thời gian vừa qua. Đồng thời, quy định 5 loại quy hoạch gồm quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch khu chức năng, quy hoạch không gian ngầm và quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, tạo cơ sở pháp lý giúp các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện thống nhất việc lập thẩm định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, lựa chọn tổ chức tư vấn quy hoạch, đảm bảo việc phân bố hệ thống đô thị và nông thôn toàn diện, hạ tầng đồng bộ hiện đại, phù hợp, tạo môi trường sống lành mạnh, thích ứng kịp thời với biến đổi khí hậu, góp phần phát triển nhanh và bền vững đất nước. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, pháp luật về quy hoạch và quản lý phát triển đô thị còn một số bất cập chưa hoàn thiện, lỏng lẻo trong quản lý, dẫn đến công tác quy hoạch, quản lý còn hạn chế, cụ thể như quy hoạch thiếu đồng bộ, chưa gắn kết với các quy hoạch khác như là quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch hạ tầng, chất lượng đô thị quá chưa cao, chủ yếu là phát triển theo chiều rộng, kết cấu chất lượng hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển dân số và kinh tế, còn xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, ngập lụt, ô nhiễm ở các thành phố lớn, thiếu an toàn trong phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, thiếu không gian xanh, không gian ngầm và không gian sinh hoạt công cộng, nhân dân. Những hạn chế trên đã làm cho công tác quy hoạch thời gian qua gặp một số khó khăn vướng mắc, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý,
Do đó, việc xây dựng luật quy hoạch đô thị và nông thôn là rất cần thiết nhằm khắc phục những hạn chế, đồng thời xây dựng một hệ thống quy hoạch đồng bộ, đảm bảo tính tích hợp, tính bao quát, tránh chồng chéo giữa các quy hoạch với nhau, kết hợp hài hòa giữa phát triển đô thị và xây dựng nông thôn trong thời gian tới. Thứ hai là về những vấn đề cụ thể. Tại khoản 1, điều 2, quy hoạch quy định đô thị là nơi tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao và chủ yếu là hoạt động. Tôi đề xuất ban soạn thảo xem xét thay cụm từ có mật độ cao bằng cụm từ là thành phố, thị xã, thị trấn, đô thị mới, bởi quy định có mật độ cao là chưa lượng hóa được số lượng người dân đang sinh sống. Và trên thực tế hiện nay thì ở vùng nông thôn cũng có những khu dân cư là có mật độ dân số rất là cao, nên khi luật được thông qua có thể sẽ gặp những cái vướng trong khi mà áp dụng vào trong thực tế. Tại khoản 10, điều 6 quy định thời hạn quy hoạch chung đô thị và nông thôn được phân kỳ theo các giai đoạn phù hợp với thời kỳ quy hoạch theo quy định của luật quy hoạch. Tôi đề xuất cơ quan soạn thảo rà soát làm rõ nội dung này là theo luật quy hoạch 2017 hay là theo luật quy hoạch đô thị và nông thôn khi mà luật này được thông qua, để tránh sự chồng chéo giữa hai luật này khi mà triển khai thực hiện. Tại khoản 4, điều 11 quy định cơ quan tổ chức lập quy hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch quyết định việc tiếp nhận và quản lý sử dụng nguồn lực hỗ trợ hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn của tổ chức cá nhân trong nước và tổ chức cá nhân ngoài nước. Có thể nói đây là cái nguồn lực rất là cần thiết cho công tác quy hoạch. Tuy nhiên, theo cơ chế này thì các doanh nghiệp luôn muốn có lợi nhất cho hoạt động kinh doanh của mình nên sẽ tìm cách tác động vào các cái nội dung là quy hoạch. Do đó, để thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lợi ích nhóm làm ảnh hưởng đến công tác quy hoạch, tôi đề nghị nên giao cho chính phủ quy định chi tiết về cách thức quản lý, sử dụng các cái nguồn lực để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và đồng thời là không vi phạm những cái hành vi bị cấm trong luật này. Tại điểm C, khoản 1, điều 23 quy định quy hoạch phân khu đô thị phải được hoàn thành việc lập phê duyệt trong thời hạn là 6 tháng kể từ khi lập quy hoạch chung được phê duyệt. Thì vấn đề này thì trên thực tế đó là rất là khó đảm bảo vì thời gian lập đề cương nhiệm vụ đấu thầu, lựa chọn nhà tư vấn, lập đồ án quy hoạch là thực hiện theo luật đấu thầu. Quá trình đó còn phải đưa ra hội đồng góp ý, trong khi nguồn lực ở địa phương có hạn nên khối lượng phân khu quá lớn thì không thể lập đồng bộ và theo đúng thời hạn quy định. Và tôi nhớ là trong cái dự thảo lần trước đưa ra có quy định là 18 tháng, tuy nhiên cái dự thảo lần trình này thì chỉ còn lại có 6 tháng. 18 tháng là tôi đã góp ý là hơi khó rồi, mà lần này thì đưa ra 6 tháng nhưng lúc ngắn tới 2/3 thời gian thì tôi thấy là càng khó hơn. Do đó thì đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc quy định để thêm thời gian để nhằm thực hiện tốt hơn công tác quy hoạch phân khu. Tại điều 51, tôi đề xuất cơ quan soạn thảo cân nhắc bỏ quy định cắm mốc tại điều này, bởi vì quy định hiện nay đang được quản lý số hóa, không cần thiết phải cắm mốc trên hiện trường. Ngoài ra, việc cắm mốc theo quy định, theo quy hoạch được duyệt trên thực tế còn phụ thuộc vào sự đồng thuận của người dân và địa hình thực trạng, làm phát sinh chi phí khảo sát, đo đạc, xây dựng mốc, gây lãng phí ngân sách. Hơn nữa, không có quy định về bồi thường phần đất để cấm trụ mốc, nên người có quyền sử dụng đất hợp pháp khi có nhu cầu sử dụng đất, tất nhiên là họ sẽ tháo dỡ phần mốc này, do vậy công tác cắm mốc trở nên không có ý nghĩa. Ngoài những vấn đề trên, tôi cũng đề nghị là việc bảo vệ môi trường, dự báo các cái nguồn gây ô nhiễm cũng như là các cái giải pháp khắc phục trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch chưa được chú trọng trong dự thảo luật. Do đó tôi đề xuất cơ quan soạn thảo cân nhắc bổ sung thêm chương hoặc là các điều quy định về công tác bảo vệ môi trường khi thực hiện các cái quy hoạch tại luật này. Và thứ hai là công tác quy hoạch phải đảm bảo thực hiện đồng bộ với luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhất là trong việc công bố, công khai, lấy ý kiến để thực hiện quy hoạch gắn với luật đất đai mới. Trong thực tế, đôi khi là các cơ quan làm công tác quy hoạch chưa thật sự quan tâm đến cái vai trò của người dân ở cơ sở. Do đó, nên quy định để đảm bảo người dân được tham gia ý kiến trước khi là thực hiện công tác quy hoạch. Và tôi xin hết ý kiến, xin cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn đại biểu. Xin mời đại biểu Lã Thanh Tân phát biểu, đại biểu Lý Tiết Hạnh, Đoàn Bình Định chuẩn bị. Kính thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa Quốc hội, tôi xin tham gia một số ý kiến vào dự thảo luật quy hoạch đô thị và nông thôn như sau. Thứ nhất, về giải thích từ ngữ tại điều 2 dự thảo. Điều 2 dự thảo quy định, một, đô thị là nơi tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao và chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp, là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa hoặc chuyên ngành
có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ. 3. Nông thôn là nơi sinh sống của cộng đồng dân cư và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 4 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương thì chính quyền địa phương ở nông thôn gồm chính quyền địa phương ở tỉnh, huyện, xã và chính quyền địa phương ở đô thị gồm chính quyền địa phương ở thành phố trực thuộc trung ương, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc trực thuộc trung ương, phường, thị trấn. Theo quy định tại Điều 11 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương được thực hiện theo nguyên tắc sau đây: kết hợp chặt chẽ giữa quản lý ngành với quản lý theo lãnh thổ, phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước với chính quyền địa phương, giữa chính quyền địa phương các cấp đối với các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn lãnh thổ. Như vậy, để đồng bộ giữa các quy định về quản lý theo ngành với quản lý theo lãnh thổ, phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương ở đô thị với chính quyền địa phương ở nông thôn theo quy định về phạm vi lãnh thổ nêu trên, dự thảo luật cần nghiên cứu giải thích làm rõ hơn các khái niệm đô thị, nông thôn phù hợp với các phạm vi lãnh thổ theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, đảm bảo việc phân định phạm vi lãnh thổ, phạm vi quản lý lãnh thổ khi thực hiện các nhiệm vụ tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch đô thị, nông thôn, thực hiện phân loại đô thị và triển khai thực hiện các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, v.v. được đồng bộ và phân định rõ phạm vi quản lý theo quản lý ngành theo lãnh thổ phù hợp với phạm vi quản lý nhà nước của các cấp chính quyền ở của địa phương. Thứ hai, về đảm bảo sự phù hợp tuân thủ của dự án đầu tư xây dựng với quy hoạch đô thị nông thôn trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa các quy hoạch đô thị và nông thôn. Theo quy định tại Điều 8 dự thảo, khi có sự mâu thuẫn giữa các quy hoạch đô thị và nông thôn cùng cấp độ, cùng cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch quyết định quy hoạch được thực hiện. Trường hợp cùng cấp độ khác thẩm quyền phê duyệt quy hoạch thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch cao hơn quyết định quy hoạch được thực hiện. Khi có sự mâu thuẫn giữa các cấp độ quy hoạch đô thị và nông thôn thì các cơ quan tổ chức lập quy hoạch rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch để thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch. Quy định như trên làm phát sinh tình trạng khi một dự án hoạt động triển khai thực hiện gặp phải sự không thống nhất giữa các quy hoạch thì phải dừng lại để thực hiện thủ tục chờ cấp có thẩm quyền quyết định quy hoạch thực hiện hoặc chờ điều chỉnh các quy hoạch cho thống nhất mới được thực hiện. Hơn nữa, Điều 8 mới chỉ đề cập đến sự mâu thuẫn giữa các quy hoạch đô thị và nông thôn với nhau theo quy định của luật này. Trên thực tế còn có tình trạng mâu thuẫn chồng chéo giữa các quy hoạch xây dựng và nhiều quy hoạch khác như quy hoạch khoáng sản, năng lượng, giao thông, lâm nghiệp, sử dụng đất cũng chưa được xử lý. Mặc dù Điều 7 của dự thảo luật đã có các nguyên tắc để đảm bảo tính thống nhất trong lập quy hoạch, nhưng thực tế nội dung của các quy hoạch mâu thuẫn chồng chéo là điều không tránh khỏi. Tương tự như đối với văn bản quy phạm pháp luật, dù đã có các nguyên tắc về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cấp dưới không được trái với văn bản cấp trên, các văn bản pháp luật phải thống nhất với nhau, nhưng vẫn còn tình trạng nhưng vẫn có nguyên tắc là ưu tiên áp dụng khi có các văn bản có nội dung mâu thuẫn nhau. Quy định như dự thảo, nếu phát sinh mâu thuẫn giữa các quy hoạch thì trình tự ra quyết định của cơ quan có thẩm quyền là như thế nào, thời gian bao lâu, phải theo quy định của chính phủ. Hoặc trường hợp điều chỉnh quy hoạch cũng không rõ là quy hoạch sẽ được điều chỉnh theo hướng quy hoạch nào được giữ lại và quy hoạch nào phải điều chỉnh. Vì vậy, tôi đề nghị nghiên cứu bổ sung nguyên tắc áp dụng sử dụng quy hoạch khi có sự mâu thuẫn giữa các quy hoạch, để từ đó khi thực tế xảy ra có cơ sở xác định và áp dụng được ngay, tránh lãng phí về thời gian, chi phí cũng như cơ hội của nhà đầu tư và nguồn lực của nhà nước. Về lấy ý kiến đối với quy hoạch đô thị và nông thôn tại Điều 36, theo quy định tại điểm A khoản 2 Điều 36 dự thảo luật thì quy hoạch đô thị và nông thôn phải được lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, chuyên gia và cộng đồng dân cư có liên quan. Tuy nhiên, về cơ bản các quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết là các bước cụ thể hóa quy hoạch chung mà từ bước lập quy hoạch chung đã được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, thẩm định, trình phê duyệt theo quy định. Do vậy, đối với nội dung các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, cần quy định theo hướng giảm bớt thủ tục lấy ý kiến rộng rãi, không làm kéo dài thời gian phê duyệt quy hoạch, chậm đưa ra các dự án vào triển khai thực hiện. Về điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn, Điều 44, theo quy định tại điều khoản 4, Điều 44 dự thảo thì được điều chỉnh quy hoạch trong trường hợp dự án đầu tư xây dựng đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến sử dụng đất,
tổ chức không gian của khu đất dự án. Tôi thấy quy định này mâu thuẫn với nguyên tắc trong hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn quy định tại khoản 5 điều 7. Theo đó, tổ chức cá nhân khi thực hiện chương trình kế hoạch đầu tư xây dựng, kế hoạch sử dụng đất, quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng tại đô thị, nông thôn, thực hiện quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan hoặc thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến quy hoạch đô thị và nông thôn phải tuân thủ quy hoạch đô thị và nông thôn, thiết kế đô thị riêng đã được phê duyệt, tuân thủ quy trình quản lý, quy hoạch đã được ban hành, vân vân. Việc quyết định chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cũng phải thực hiện theo nguyên tắc của khoản 5 điều 7 nêu trên là phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt. Vì vậy, quy định được điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn theo dự án như trên dẫn đến lạm dụng trong thực hiện, làm mất vai trò của quy hoạch. Đề nghị xem xét bỏ nội dung này. Tôi xin hết ý kiến, xin cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn đại biểu, xin mời đại biểu Lý Tiết Hạnh phát biểu, đại biểu Nguyễn Quang Huân, Đoàn Bình Dương chuẩn bị. Kính thưa Quốc hội, qua nghiên cứu thì tôi nhận thấy dự thảo đã tiếp thu nhiều ý kiến và báo cáo tiếp thu giải trình chỉnh lý dự án luật quy hoạch đô thị và nông thôn cũng đã làm rõ rất là nhiều nội dung. Tôi chỉ xin nêu thêm một số cái nội dung mà bản thân tôi còn thấy băn khoăn. Về cái ý thứ nhất thì về tính thống nhất giữa dự thảo luật và các cái quy phạm pháp luật khác thì tôi nhận thấy là các cái quy hoạch đô thị và nông thôn có mối liên hệ chặt chẽ đến nhiều cái loại quy hoạch khác và gắn với các cái dự án đầu tư cụ thể. Vì thế cho nên là dự thảo luật vừa có tính chất kỹ thuật chuyên ngành mà lại vừa liên quan đến rất là nhiều các cái quy định của các cái pháp luật liên quan. Trong đó có một số luật thì chúng ta cũng đã sửa đổi hoàn thiện, tuy nhiên có một số cái nội dung dự án luật thì hiện nay cũng đang trong cái quá trình rà soát, tiếp thu và hoàn thiện. Vì vậy tôi thống nhất như ý kiến của báo cáo giải trình cũng đã tiếp thu thì tôi cũng đề nghị ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu rà soát các cái quy định của các cái dự thảo luật để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và tránh cái chồng chéo. Về nội dung thứ hai thì về khái niệm đô thị và nông thôn thì tôi cũng có băn khoăn giống như là ý kiến của đại biểu Lã Thanh Tân đã nêu. Tôi thấy rằng tại khoảng 1 và khoảng 3 điều 2 dự thảo luật giải thích cái khái niệm đô thị và nông thôn là dựa trên các yếu tố mật độ dân số, lĩnh vực kinh tế là phi nông nghiệp hay là nông nghiệp, rồi tính chất trung tâm, vai trò thúc đẩy v.v. Tuy nhiên là theo tôi thì khái niệm đô thị và nông thôn trên thì vẫn có vướng mắc. Ngoài cái ý kiến mà như đại biểu Lã Thanh Tân đã phân tích ấy, thì tôi cũng thấy trong thực tế thì nước ta thì thành phố thì có nội thành, ngoại thành, rồi thị xã thì có nội thị, ngoại thị, nông thôn cấp huyện cũng có đô thị như là thị trấn, đô thị loại 4, loại 5. Và nhiều cái vùng nông thôn hiện nay thì có mật độ dân số cao, người dân cũng sinh sống chủ yếu đã không phải là làm nông nghiệp nữa rồi. Và ở nhiều cái nông thôn hiện nay thì hạ tầng cũng như cái vai trò khả năng phát triển kinh tế vùng, khu vực thì phát triển rất là tốt. Do đó thì đề nghị ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, giải thích khái niệm đô thị nông thôn để nhận diện rõ nét, tường minh hơn. Thứ ba là về trách nhiệm tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch đô thị và nông thôn. Tại khoản 6, điều 16 dự thảo luật quy định là cơ quan tổ chức có chức năng quản lý đầu tư, xây dựng, đất đai, tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết khu vực để đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư khi được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp huyện giao. Theo tôi thì mặc dù trong một luật thì không thể quy định về cái cơ cấu tổ chức, nhưng cần có cái quy định nguyên tắc thống nhất về cơ quan chủ trì trong công tác tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết khu vực để đấu giá quyền sử dụng đất hoặc là đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư khi được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp huyện giao. Bởi vì đây là một cái nội dung cũng rất là khó và yêu cầu cái tính thống nhất, cho nên tôi đề nghị là cần phải có cái nghiên cứu để mà thống nhất trong toàn hệ thống, tránh cái chồng chéo nhiệm vụ, đùn đẩy trách nhiệm, hoặc là mỗi địa phương thì lại có một cái cách giao nhiệm vụ khác nhau, như vậy nó không thống nhất, khó trong thực tiễn. Thứ tư là về cái nội dung quy hoạch không gian ngầm đối với thành phố trực thuộc trung ương, thì việc ngầm hóa hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật chính của đô thị, nông thôn và khu chức năng là cần thiết, nhất là đối với các cái thành phố trực thuộc trung ương. Thì qua tham khảo nhiều cái đô thị ở các nước thì chúng tôi thấy rằng là bằng cái cách nào đó
thì không thấy có cái tình trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật lộ thiên, nhưng mà vẫn đảm bảo vận hành rất là tốt và đảm bảo cái mỹ quan đô thị rất là tốt. Như vậy thì khi xây dựng quy hoạch đô thị và nói chung ở nước ta, đề nghị thì cần chú trọng việc ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật, không chỉ đối với các cái thành phố trực thuộc trung ương, mà cần chủ động quy hoạch ngầm hóa khi mà quy hoạch đô thị nông thôn nói chung. Và trong cái xu thế đô thị hóa hiện nay thì tôi cho rằng là không chỉ có thành phố trực thuộc trung ương mới cần ngầm hóa đâu, mà kể cả là trong cái quy hoạch cho tương lai chúng ta cũng phải tính toán đến cái yếu tố này. Tuy nhiên là trong cái điều kiện hiện nay á, thì tôi còn băn khoăn về hạ tầng điện. Tại khoản 15 điều 2 dự thảo luật giải thích về hạ tầng kỹ thuật khung thì tuyến truyền tải năng lượng cũng được quy hoạch trong không gian ngầm, và theo cái khoản 5 điều 33 dự thảo luật quy định, quy hoạch không gian ngầm được phê duyệt là cơ sở để lập quy hoạch chi tiết khu vực xây dựng công trình công cộng ngầm. Đó. Tuy nhiên là theo cái quy định an toàn kỹ thuật hiện nay tôi được biết á, thì cái tuyến truyền tải năng lượng mà trên 220 kV hiện nay không thể là cái công trình ngầm vì liên quan đến các cái yếu tố kỹ thuật và an toàn. Và như tôi đọc qua cái luật điện lực á, thì chúng tôi cũng thấy chưa có quy định về cái nội dung này. Do đó tôi đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu kỹ các cái quy định về ngầm hóa tuyến truyền tải năng lượng cho phù hợp. Tôi xin hết ý kiến, trân trọng cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn đại biểu. Xin mời đại biểu Nguyễn Quang Huân phát biểu. Đại biểu Đoàn Thị Lê An, Đoàn Cao Bằng chủ nhiệm. Kính thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa Quốc hội. Trước hết thì tôi thấy là sau hai kỳ họp và ý kiến góp ý thì ban soạn thảo cũng đã tiếp thu chỉnh sửa để có một cái phiên bản trình Quốc hội lần này rất là khá là kỹ càng và theo đúng như cái báo cáo tiếp thu giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu. Thì tôi chỉ xin nêu một cái ý cũng để cho Quốc hội và ban soạn thảo xem xét là chúng ta có nên đưa ra một khái niệm mới ở trong cái quy hoạch lần này không. Tức là hiện nay thì chúng ta đã có, trước đây chúng ta có thành phố thuộc tỉnh, nhưng bây giờ chúng ta có thành phố thuộc thành phố, tức là gọi sẽ rất là lẫn, thì chúng ta có nên đưa một khái niệm như là siêu đô thị vào trong cái dự thảo luật lần này để tránh tình trạng chúng ta sẽ cứ phải gọi là ví dụ như là thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Hay sau là chúng ta sẽ có những cái thành phố như thành phố Thủy Nguyên thuộc thành phố Hải Phòng, hay là thành phố Mê Linh. Thường Hà Nội thì có từ thủ đô thì rất là riêng biệt, nhưng nước ngoài như tiếng Anh người ta dùng cái từ metropolis là siêu đô thị đấy. Thì chúng ta cũng thử nên xem có nên đưa cái khái niệm không, vì lúc đó thì chúng ta sẽ đưa vào trong cái hiện nay trong điều 4 chúng ta có quy định là 6 loại đô thị, thì trong nó có loại đô thị đặc biệt. Thế thì những đô thị đặc biệt chúng ta có nên gọi là metropolis, ta gọi là siêu đô thị. Thì cái này chúng ta nên xem xét để nếu một trường hợp sau này những cái thành phố khác như thành phố Hải Phòng mà có cái thành phố con trực thuộc thì chúng ta cái thành phố đó nó tự dưng nó sẽ được nâng lên thành siêu đô thị. Thì cái đấy là ban soạn thảo cũng nghiên cứu thêm. Ngoài ra thì tôi cũng đề nghị là trong cái phần mà khái niệm ấy thì nên bổ sung cái công trình ngầm. Hiện nay chúng ta cũng đã định nghĩa là không gian ngầm, nhưng mà công trình ngầm thì chúng ta chưa định nghĩa. Mà cái này thì ngay ở trong luật này chúng ta không định nghĩa rõ ràng thì sau này có thể sẽ lại dẫn đến chuyện là văn dịch đi dịch lại, chúng ta lại dịch là công trình dưới đất. Nó giống như nước ngầm, nước dưới đất ngày xưa nó đã có hiện tượng xảy ra vì do cái văn dịch. Thì tôi đề nghị là để cho rõ ràng thì chúng ta nên có một cái bổ sung thêm một cái khái niệm là công trình ngầm vào trong điều 2. Thế còn ở điều 9 ấy, thì hiện nay có quy định về yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quy hoạch đô thị và nông thôn, nhưng mà tôi thấy là viết rất là chung chung, nó khá chung chung. Thí dụ những cái về môi trường và đô thị chúng ta cần phải làm chẳng hạn như là chúng ta nhắm vào quy hoạch về quản lý rác đô thị chẳng hạn, những bãi trung chuyển hay là những cái gì, những cái mà nó phục vụ trực tiếp cho cái ngành môi trường ấy, thì tôi thấy không đề cập, nhưng mà đề cập một cách chung chung là phải đưa cái nội dung môi trường này vào trong quy hoạch như thế nào. Thì tôi thấy là cái tinh thần mà luật mà được phải viết ngắn gọn cho dễ hiểu thì cũng nên ban soạn thảo nên xem xét cái phần này để viết lại điều 9 là cho nó nội dung cụ thể, cho nó sát với, nó mang tính kỹ thuật nhiều hơn. Vì bản thân cái quy hoạch luật quy hoạch đô thị nó cũng mang tính kỹ thuật nhiều, thành ra là cái điều 9 thì tôi nghĩ là nên viết lại cho nó ngắn gọn và dễ hiểu. Thế còn ở điều 11 ấy, thì về cái nguồn lực hỗ trợ về hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn, thì cái này một số đại biểu trước tôi cũng đã nói đấy, nhưng mà tôi muốn nói kỹ thêm là cái khoản 2 mà khi nói về tiếp nhận quản lý sử dụng nguồn lực hỗ trợ quy hoạch đô thị nông thôn thì chúng ta viết nó cũng không rõ và nó không ngăn chặn được cái xung đột lợi ích.
Ở đây tôi nghĩ là nếu có thể để chúng ta nói về câu chuyện mà chúng ta tiếp nhận các cái vốn tài trợ của các nhà đầu tư tư nhân mà rồi không bị các nhà đầu tư đấy dùng cái tiền ấy để chi phối cái nội dung quy hoạch, thì chúng ta phải nên đưa ra một khái niệm về xung đột lợi ích. Thí dụ như anh đã tài trợ thì anh tài trợ bằng cái tấm lòng hảo tâm, thế còn cái quyền sử dụng ngân sách đấy như thế nào là của thành phố, và thậm chí anh đã tài trợ cho cái gói đấy rồi thì anh không được quyền đấu thầu vào cái gói dịch vụ đấy. Tôi nói ví dụ như thế, thì chúng ta phải đưa ra khái niệm là xung đột lợi ích, và khi các hành vi bị cấm là chúng ta cấm xung đột lợi ích, thì như vậy thì nó sẽ rõ hơn là việc mà chúng ta cứ giải thích rằng là được tiếp nhận, nhưng mà thế này thì ghi thì rất là dài nhưng mà đọc thì lại khó hiểu, và cuối cùng là vẫn có thể là có cái cơ hội để mà lách những cái quy định ở trong luật. Thế còn về cái điều 13 đấy, thì trong các hành vi bị cấm thì cũng tương tự như vậy, thì khoản 4 đã đề cập tới cái việc là tiếp nhận tiền hỗ trợ, nhưng mà theo tôi ở đây thì như tôi đã nói ở trên góp ý trên điều 11 thì nên đưa khái niệm xung đột lợi ích thì nó rất rõ. Thế còn điều 21 thì trong cái quy hoạch chung thành phố và quy hoạch tỉnh thuộc thành phố và trung ương ấy, thì trong cái này thì trong luật tổ chức và chính quyền địa phương thì cũng đã đề cập đến một số những cái loại hình đô thị. Và tôi nghĩ là nếu mà trong cái điều 21 là chúng ta ghi chi tiết như thế này ấy, thì nó rất là dễ làm cho ngành, cho bộ. Nhưng mà nó lại là cái tinh thần, có thể chúng ta sẽ đưa một số cái nội dung của thông tư vào trong luật. Mà cái này thì trước đây thì có đã một số đại biểu quốc hội cũng đã nêu trong cuộc họp trước là có khi cái điều thì chúng ta nêu chung chung quá như nghị quyết, có cái chúng ta lại nêu chi tiết quá. Nhưng mà lần này thì tại phiên khai mạc thì Tổng Bí Thư cũng như Chủ tịch Quốc hội cũng đã nhắc đến cái việc mà chúng ta làm luật là cũng tránh tình trạng chi tiết này. Mà tôi nghĩ là đây là không phải là ý kiến đơn lẻ của vị đại biểu quốc hội nữa, mà nó là quyết tâm chính trị. Thì tôi nghĩ là luật quy hoạch đô thị đợt này cũng là một cái mà đang chuẩn bị để thông qua, có thể coi như là một cái lần mà chúng ta làm tuân thủ các quy định, bởi vì nó cũng hợp lòng dân, rất hợp với lại nhiều ý kiến đại biểu quốc hội nói. Và bây giờ lãnh đạo cao nhất của Đảng, của Quốc hội đã nêu, thì chúng ta nên xem xét cái điều 21 này, vì nó quá chi tiết thì có cần đưa vào không. Thế còn cái điều cuối cùng, vấn đề cuối cùng tôi nêu thì điều 35 và điều 36 thì đại biểu Lã Thanh Tân và đại biểu Lý Thiết Hạnh chứ tôi cũng đã nói, nhưng mà tôi chỉ nói kỹ thêm một chút là tức là khi mà điều 36 thì ta lấy ý kiến của cộng đồng dân cư, nhưng mà điều 35 thì chúng ta không lấy ý kiến. Vì tôi hiểu là cơ quan soạn thảo đang muốn rằng điều 35 nó rất là mang tính kỹ thuật và chỉ có cơ quan nhà nước mới góp ý. Thế nhưng mà thực tế là khi mà triển khai điều 36, tức là khi chúng ta làm quy hoạch thì chúng ta phải dựa vào điều 35, là chúng ta phải dựa vào cái nhiệm vụ quy hoạch. Thế nếu mà chúng ta lúc mà chúng ta lấy ý kiến ở điều 36 thì nó có cái nó là xung đột với cái điều 35 mà trước đây chúng ta không lấy ý kiến thì như thế nào? Cho nên theo tôi tôi nghĩ là đã lấy ý kiến thì phải lấy ý kiến cả từ lúc chúng ta lập nhiệm vụ quy hoạch và chúng ta lập quy hoạch. Cái thứ hai nữa thì tôi cũng thấy rằng là hiện nay cái hệ thống quy hoạch đô thị nông thôn ấy, nó có rất nhiều quy hoạch, chứ quy hoạch chung thì tôi không nói. Đấy, hoặc là quy hoạch tỉnh thì không nói, quy hoạch và đô thị tỉnh ấy, hay là không gian ngầm. Nhưng có những cái quy hoạch mà nó quá chi tiết, nó quá đơn giản. Thí dụ như là quy hoạch cấp nước chẳng hạn, thì có khi chúng ta chỉ làm một cái mạng lưới cấp nước cũng phải lập quy hoạch và cũng phải lập nhiệm vụ quy hoạch. Thì cái đấy tôi thấy nó rất là rắc rối. Cho nên là trong trường hợp này theo tôi nghĩ là chúng ta lập ở trong luật, chúng ta ghi một cách chung chung, còn cái nhiệm vụ hay cái bước từng bước ở trong cái lập quy hoạch thế nào thì nên để trong quy định trong ngành. Tôi xin hết ý kiến, xin trân trọng cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn đại biểu, xin mời đại biểu Đoàn Thị Lê An phát biểu, đại biểu Nguyễn Hữu Thông, Đoàn Bình Thuận chuẩn bị. Kính thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa Quốc hội. Tôi đánh giá cao cơ quan soạn thảo và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã tiếp thu và chỉnh lý tối đa trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các vị đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 7. Để góp phần hoàn thiện dự thảo luật trước khi Quốc hội thông qua, tôi xin tham gia một số nội dung như sau. Thứ nhất, quy định về việc bảo đảm sự phù hợp, tuân thủ của dự án đầu tư xây dựng với quy hoạch đô thị, nông thôn trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa các quy hoạch đô thị và nông thôn tại Điều 8. Dự thảo luật đang quy định việc phát sinh mâu thuẫn giữa các quy hoạch đô thị và nông thôn cùng cấp độ, cùng cấp có thẩm quyền phê duyệt, cùng cấp độ khác cấp có thẩm quyền phê duyệt thì phân cấp cho cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch cao hơn quyết định quy hoạch được thực hiện. Theo tôi, quy định như điều này làm thay đổi nguyên tắc trong việc tuân thủ quy hoạch. Quy hoạch cấp cao hơn phải được lập trước, làm cơ sở cho quy hoạch cấp thấp hơn. Vấn đề này sẽ làm cho việc tổ chức thực hiện các quy hoạch đô thị, nông thôn trong phạm vi địa bàn thành phố, thị trấn, thị xã, huyện, xã mang tính chất rời rạc, không có sự chia rẽ, chia sẻ, trao đổi thông tin kịp thời giữa các cấp
thẩm định quy hoạch, do đó đề nghị ban soạn thảo xem xét điều chỉnh cho phù hợp. Thứ hai, về việc không lập riêng quy hoạch chung xã đối với tất cả các xã mà giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định xã cần phải lập quy hoạch chung tại khoản 2 điều 25. Tôi cho rằng quy hoạch chung huyện có thể tích hợp các nội dung định hướng phát triển xã trong huyện tại điều 26, 27, 28. Theo luật tổ chức chính quyền địa phương thì đơn vị hành chính được chia thành 4 cấp, trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Mặt khác, đơn vị hành chính cấp huyện được giao phụ trách quản lý đơn vị hành chính cấp xã theo địa bàn, lĩnh vực quản lý nhà nước. Vì vậy, không cần thiết phải lập quy hoạch chung cấp xã mà tích hợp quy hoạch chung cấp xã trong quy hoạch chung cấp tỉnh. Thứ ba, về thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn, điều 47. Nội dung cơ bản trong dự thảo luật quy định phân cấp cho cấp thẩm quyền thấp hơn được tổ chức lập thẩm định phê duyệt công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền cao hơn phê duyệt. Đó là cấp tỉnh điều chỉnh cục bộ quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cấp huyện điều chỉnh cục bộ quy hoạch do cấp tỉnh phê duyệt theo trình tự được cấp cao hơn quy định. Theo tôi, nội dung này chưa bảo đảm nguyên tắc tuân thủ trong quản lý hành chính nhà nước. Đó là cơ quan nhà nước cấp dưới phải tuân thủ văn bản của cơ quan hành chính nhà nước cấp trên. Việc cho phép cấp dưới điều chỉnh cục bộ quy hoạch do cấp trên phê duyệt sẽ dẫn tới việc khó theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện quy hoạch của cấp trên. Do đó, đề nghị ban soạn thảo xem xét điều chỉnh để đảm bảo nguyên tắc trên. Thứ tư, về nguồn lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch. Tại khoản 5 điều 5 luật đầu tư công năm 2019 quy định đối tượng của đầu tư công là các đối tượng theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Hiện nay là luật quy hoạch năm 2017. Dự thảo luật sửa đổi luật quy hoạch năm 2017 đang xin ý kiến rộng rãi cũng đã quy định chi tiết việc sử dụng nguồn vốn để thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch đối tượng điều chỉnh theo luật quy hoạch năm 2017. Trong đó, quy định chi tiết đầu tư công được sử dụng để thực hiện 5 quy hoạch gồm quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch tổng thể đô thị nông thôn. Các quy hoạch mang tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên và các nguồn vốn hợp pháp khác. Tôi cho rằng việc triển khai thực hiện quá nhiều quy hoạch trên một địa bàn hành chính, quy hoạch xã, quy hoạch huyện trên địa bàn hành chính một tỉnh sẽ làm tăng các khoản mục chi trong cơ cấu chi ngân sách nhà nước từ trung ương đến địa phương. Điều này có thể gây lãng phí nguồn lực ngân sách, chưa đảm bảo mục tiêu mà Bộ Chính trị đề ra tại Nghị quyết số 07 ngày 18 tháng 11 năm 2016 về chủ trương giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Trong đó có nội dung từng bước cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng tăng hợp lý tỷ trọng chi đầu tư, giảm dần tỷ trọng trong chi thường xuyên. Do đó, đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu, chỉnh lý cho phù hợp. Tôi xin hết ý kiến. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn đại biểu. Xin mời đại biểu Nguyễn Hữu Thông phát biểu. Đại biểu Đỗ Văn Yên, Đoàn Bà Rịa Vũng Tàu chuẩn bị. Kính thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa Quốc hội, qua nghiên cứu báo cáo tiếp thu giải trình của Ban Thường vụ Quốc hội và dự thảo luật đô thị và nông thôn, tôi thống nhất rất là nhiều nội dung của dự thảo luật. Bên cạnh đó thì tôi có một số ý kiến góp ý cụ thể như sau. Thứ nhất là về giải thích từ ngữ được quy định tại điều 2. Tôi thấy rằng là công trình thủy lợi là công trình hạ tầng kỹ thuật và có thể nằm trong hoặc là nằm ngoài khu đô thị và nông thôn. Theo khoảng 3 điều 2 của luật thủy lợi thì quy định là công trình thủy lợi là công trình hạ tầng kỹ thuật thủy lợi bao gồm đập, hồ chứa nước, cống, trạm bơm, hệ thống dẫn, chuyển nước, kè, bờ, bao thủy lợi và công trình khác phục vụ quản lý và khai thác thủy lợi. Do đó là để đảm bảo sự đồng bộ giữa các luật nên tôi đề nghị xem xét bổ sung cụm từ là công trình thủy lợi vào khoảng 15 điều 2 của dự thảo luật, và cụ thể là hạ tầng kỹ thuật là khung hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật chính của đô thị, nông thôn và khu chức năng được xác định trong nội dung quy hoạch chung, quy hoạch phân khu gồm các trục giao thông, tuyến truyền tải năng lượng, tuyến truyền dẫn nước, hệ thống tưới tiêu, thoát nước, công trình thủy lợi, tuyến thông tin viễn thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật không theo tuyến. Thứ hai là về trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch, lập nhiệm vụ quy hoạch đô thị và nông thôn quy định tại điều 16. Để đảm bảo nguyên tắc độc lập giữa các việc lập và thẩm định quy hoạch đô thị và nông thôn được quy định tại điều khoảng 9 điều 16 của dự thảo luật, thì tôi đề nghị là bổ sung thêm quy định rõ cái cơ quan thẩm định nhiệm vụ quy hoạch đô thị và nông thôn và cơ quan tổ chức lập hoặc là được giao trách nhiệm lập quy hoạch đô thị và nông thôn là các cơ quan độc lập với nhau. Việc này nhằm
là minh bạch, khách quan và chống lợi ích nhóm trong quá trình lập và thẩm định quy hoạch. Thứ ba là về nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, thì theo quy định tại điểm A khoảng 3 điều 33 của luật đầu tư năm 2020, thì trong đó thì yêu cầu là đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt nếu có. Như vậy, tại khu vực nông thôn, việc chấp thuận đầu tư chủ trương dự án không cần phải căn cứ theo quy hoạch xây dựng. Điều này có thể dẫn đến là quá trình thẩm định thiết kế xây dựng các dự án này là không đảm bảo sự phù hợp với quy hoạch xây dựng. Đồng thời, theo quy định tại khoảng 7 điều 16 của dự thảo luật thì có quy định là nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch phân khu tại khu chức năng được giao đầu tư quy hoạch chi tiết tại khu vực đã được giao đầu tư theo quy định của luật đầu tư. Theo đó thì để đảm bảo tính đồng bộ của các luật và thực hiện tốt cái công tác quản lý quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan đô thị nông thôn, đề nghị là xem xét bổ sung thêm quy định đó là quy hoạch chung là cơ sở để xác định lập các dự án đầu tư, là không chỉ giới hạn ở mỗi dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khung như là quy định tại khoảng 6 điều 21, khoảng 5 điều 22, khoảng 4 điều 26 và khoảng 5 điều 27 của dự thảo luật. Thứ tư đó là tại điểm D khoảng 2 điều 23 và khoảng 5 điều 28 và khoảng 5 điều 32 của dự thảo luật quy định đồ án quy hoạch chi tiết được phê duyệt là cơ sở để lập dự án đầu tư xây dựng. Quy định này là chưa phù hợp đối với các dự án có quy mô nhỏ vì sẽ tạo thêm thủ tục hành chính, tăng chi phí và về mặt thời gian. Do đó là tôi đề nghị là quy định cụ thể về quy mô phải lập quy hoạch chi tiết, tức là cọn trên và cọn dưới để đảm bảo thuận lợi cho trong quá trình triển khai thực hiện, và bổ sung quy định về quy hoạch chi tiết là thực hiện theo quy trình rút gọn. Thì tôi xin hết ý kiến, xin cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn đại biểu, xin mời đại biểu Đỗ Văn Yên phát biểu và đại biểu Mai Văn Hải, Đoàn Thanh Hóa chuẩn bị ạ. Kính thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa Quốc hội, tôi xin tham gia góp ý kiến vào cái dự thảo luật quy hoạch đô thị và nông thôn một số nội dung sau. Thứ nhất là về phạm vi điều chỉnh và khái niệm về đô thị và nông thôn tại điều 1 và điều 2. Qua nghiên cứu tôi nhận thấy là khái niệm về cái đô thị và nông thôn trong cái dự thảo luật còn mang cái tính truyền thống, chưa phản ánh đầy đủ các cái sự thay đổi của các cái vùng bán đô thị và các cái vùng khu vực chuyển đổi từ nông thôn sang đô thị do cái sự phát triển về kinh tế xã hội. Do vậy tôi đề nghị ban soạn thảo là cân nhắc bổ sung các cái định nghĩa hoặc là các cái khái niệm các cái vùng chuyển tiếp bán đô thị hoặc là các cái khu vực nông thôn đang dần chuyển đổi như một số ý kiến của các đại biểu đã phát biểu trước tôi, và cũng đồng thời đề nghị là làm rõ cái chức năng và của các khu vực này trong cái quy hoạch tổng thể, vì vấn đề này không chỉ phản ánh đúng cái thực tiễn phát triển mà còn giúp cho việc quy hoạch các cái khu vực này hiệu quả và khả thi hơn. Tôi nhận thấy là mặt khác hiện nay là nhiều khu vực nông thôn được phát triển nhanh thành các cái khu vực đô thị nhưng chưa được phân loại rõ ràng. Về nội dung thứ hai về quy hoạch không gian ngầm tại điều 34, tôi nhận thấy điều 34 là đề cập đến không gian ngầm nhưng chưa đề cập chi tiết về quy trình quản lý khai thác và quyền lợi và nghĩa vụ của các bên liên quan. Vì vậy đề nghị ban soạn thảo là nghiên cứu bổ sung quy định cụ thể về quyền sở hữu và khai thác không gian ngầm như các vấn đề liên quan đến việc cấp phép xây dựng công trình ngầm, cách thức quản lý và trách nhiệm của các cơ quan chức năng. Bởi vì là cái sự phát triển mạnh mẽ của đô thị và không gian ngầm đã trở thành cái tài nguyên quý giá, do vậy cần quy định cụ thể quyền sở hữu và trách nhiệm của các bên liên quan. Thứ ba về lấy ý kiến cộng đồng khu dân cư điều 36, điều 37, các cái nội dung này các ý kiến các đại biểu trước tôi cũng đã đề nghị nhiều, nhưng mà xong rồi tôi nhận thấy là các cái điều luật trên ấy đã đề cập đến việc lấy ý kiến của cộng đồng trong quy hoạch nhưng chưa có cái cơ chế rõ ràng về cái việc phản hồi và xử lý các cái ý kiến này. Thời gian lấy ý kiến trong dự thảo luật quy định là 30 ngày đối với lại cộng đồng dân cư nhưng chưa quy định về cái việc tiếp thu phản hồi như thế nào. Do vậy đề nghị ban soạn thảo cần cân nhắc quy định rõ cơ chế tiếp nhận xử lý phản hồi lại cho cộng đồng. Và cũng đề nghị là nghiên cứu cần bổ sung thêm một cái quy định về việc tổ chức các cái buổi đối thoại công khai giữa các cơ quan chức năng và người dân trong cái trường hợp mà có cái tranh chấp hoặc bất đồng ý kiến về quy hoạch để đảm bảo cái minh bạch và đồng thuận và thuận lợi hơn trong quá trình triển khai quy hoạch.
về nội dung thứ tư về cái nội dung về thẩm định và trách nhiệm quy hoạch đô thị và nông thôn tại điều 40. Tôi nhận thấy cái điều khoản này là cần nêu rõ hơn về các cái tiêu chí thẩm định và cái trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình thẩm định. Hiện tại nội dung này là theo tôi là còn chung chung và chưa đưa ra hết các cái tiêu chuẩn cụ thể để đánh giá tính khả thi và hiệu quả của nhiệm vụ quy hoạch. Vì vậy đề nghị ban soạn thảo cần bổ sung các cái tiêu chí bắt buộc khi thẩm định như là cái việc đánh giá tác động môi trường, rồi là tính khả thi về tài chính, rồi sự đồng bộ giữa các cái quy hoạch cấp quốc gia và cấp vùng và khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Nội dung thứ năm về điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn theo điều 45, điều 47, điều 48. Qua nghiên cứu tôi nhận thấy là việc điều chỉnh quy hoạch trong cái dự thảo chủ yếu dựa trên các cái điều kiện cụ thể khi quy hoạch không còn phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên tôi đề nghị là ban soạn thảo là cân nhắc nên quy định về quy trình điều chỉnh cục bộ và tổng thể cần được chi tiết hóa hơn, đặc biệt trong bối cảnh có cái sự thay đổi lớn về cái hạ tầng kỹ thuật hoặc có sự xuất hiện các yếu tố mới như là công nghệ thông tin và kinh tế số. Do đó nên bổ sung cái quy trình điều chỉnh cục bộ và quy định rõ hơn về cái thời gian xem xét điều chỉnh, đặc biệt đối với khu vực có sự thay đổi đột ngột về quy mô dân số hoặc kinh tế số. Tôi cho rằng cái điều này sẽ giúp cho cái quy hoạch được linh hoạt hơn và đáp ứng nhanh hơn với cái sự thay đổi của thực tiễn, bảo đảm phát triển đồng bộ mà không ảnh hưởng đến các cái dự án đầu tư đã được phê duyệt. Tôi xin hết ý kiến, xin trân trọng cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn đại biểu, xin mời đại biểu Mai Văn Hải phát biểu, đại biểu Dương Văn Phước, Đoàn Quảng Nam chuẩn bị. Kính thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa các vị đại biểu Quốc hội. Trước hết là tôi cơ bản thống nhất với cái báo cáo tiếp thu giải trình, chỉnh lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Và sau đây thì tôi xin phép được có thêm một số ý kiến như sau. Một là về giải thích từ ngữ quy định tại điều 2, tại khoản 5, giải thích về khái niệm khu chức năng. Thì tôi thấy là không đề cập tới khu chức năng rất phổ biến, đó là cái cụm công nghiệp. Và trên thực tế thì nhiều địa phương có sự hình thành và phát triển của rất là nhiều cụm công nghiệp. Vì vậy, tôi đề nghị cần làm rõ cụm công nghiệp có phải là một trong những khu chức năng không để bổ sung vào nội dung giải thích từ ngữ tại khoản 5 nêu trên để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và thuận tiện khi thực hiện triển khai thực hiện luật. Vấn đề thứ hai là hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn theo quy định tại điều 3 dự thảo luật. Để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật liên quan tới quy hoạch, tôi đề nghị bổ sung và làm rõ vai trò, vị trí của các phương án quy hoạch, hệ thống đô thị, phương án quy hoạch nông thôn thuộc quy hoạch tỉnh theo quy định tại điều 27 luật quy hoạch năm 2017 với hệ thống các quy hoạch đô thị và nông thôn trong dự thảo luật này. Xác định và làm rõ tính thống nhất trong việc lập, thẩm định, phê duyệt, rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và nông thôn theo quy định tại điều 28 của luật quy hoạch năm 2017 với quy định tại khoản 1 điều 3 dự thảo luật này. Tại điểm B khoản 5 đề nghị quy định rõ quy mô tối thiểu của khu chức năng cần phải lập quy hoạch phân khu để tránh tình trạng khu chức năng có quy mô nhỏ và rất nhỏ cũng phát sinh thêm bước lập quy hoạch phân khu không phù hợp với định mức thể hiện của đồ án. Tại điểm C khoản 5 quy định việc lập quy hoạch phân khu đối với khu vực cần lập theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan, đề nghị cần làm rõ các khu vực này là gì để tránh phải tra cứu nhiều lần tại các văn bản luật khác nhau khi xác định loại hình quy hoạch cần lập tại mỗi khu vực. Vấn đề thứ ba, về các trường hợp liên quan đến phạm vi ranh giới và địa giới hành chính khi lập quy hoạch đô thị và nông thôn quy định tại điều 5. Để tạo thuận lợi cho việc sắp xếp đơn vị hành chính cũng như việc lập, nhập đơn vị hành chính theo yêu cầu thực tiễn, đề nghị bổ sung quy định cho các trường hợp sau đây. Trường hợp quy hoạch để sát nhập toàn bộ địa giới một đô thị, thành phố, thị xã với một hay nhiều huyện, trường hợp này cần xác định rõ là quy hoạch điều chỉnh mở rộng đô thị hiện hữu hay là quy hoạch đô thị mới. Trong trường hợp sắp xếp, nhập, thành lập đơn vị hành chính trên cơ sở các đơn vị hành chính cùng cấp mà làm giảm từ một đơn vị hành chính trở lên thì không áp dụng quy định về sự phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quy hoạch đô thị và nông thôn của đơn vị hành chính thực hiện sau khi cơ quan có thẩm quyền quyết nghị việc sắp xếp, nhập, thành lập đơn vị hành chính mới. 4. Về thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị và nông thôn tại điều 40, tại điểm A khoản 2 đề nghị xem xét bỏ đối tượng khu chức năng vì quy hoạch
trong khu chức năng chỉ được lập cho khu kinh tế và khu du lịch quốc gia hoặc được định hướng là khu du lịch quốc gia. Các khu chức năng còn lại không lập quy hoạch chung. Hơn nữa, hai loại hình quy hoạch chung này đã thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, Ủy ban tỉnh phê duyệt quy hoạch chung khu chức năng là không phù hợp. Tại khoản 4, đề nghị xem xét loại bỏ khoản 4 bởi vì nội dung quy định cơ quan nhà nước quản lý khu chức năng phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trong khu chức năng có sự chồng chéo với thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban dân huyện đối với quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trên địa bàn huyện quản lý được quy định tại khoản 3 điều 40. Thực tế, hiệu quả việc giao cho ban quản lý phê duyệt là không cao và gây sự chồng chéo. Tại khoản 5, có nội dung quy định về việc báo cáo Hội đồng Nhân dân các cấp trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt quy hoạch, đề nghị làm rõ nội dung và hình thức báo cáo để xin ý kiến Hội đồng Nhân dân hay báo cáo để Hội đồng Nhân dân thông qua bằng nghị quyết, làm rõ việc phân cấp, việc thông qua xin ý kiến của Hội đồng Nhân dân các cấp phù hợp với nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Nhân dân từng cấp theo luật tổ chức chính quyền địa phương. Năm là về công bố quy hoạch đô thị và nông thôn điều 49. Khoản 1 điều 49 dự thảo luật quy định chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày quy hoạch đô thị nông thôn được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Toàn bộ nội dung của quy hoạch được công bố công khai, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Đề nghị xem xét sửa đổi lại nội dung quy định vừa nêu trên bởi lẽ các nội dung có sự mâu thuẫn, không đảm bảo tính logic, đồng thời với quy định đó sẽ không đảm bảo tính khả thi vừa yêu cầu công khai toàn bộ nội dung của quy hoạch vừa đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Tôi xin hết ý kiến. Xin cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn đại biểu. Xin mời đại biểu Dương Văn Phước phát biểu. Đại biểu Đào Chí Nghĩa, Đoàn thành phố Cần Thơ chuẩn bị. Kính thưa Quốc hội, kính thưa chủ tọa kỳ họp. Trước hết tôi xin bày tỏ sự thống nhất cao với báo cáo giải trình tiếp thu dự án luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tôi chỉ xin được góp ý thêm một số cái nội dung để mong tiếp tục là góp phần hoàn chỉnh cái dự án luật để trước khi mà trình Quốc hội của chúng ta thông qua. Một là về hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn tại điều 3, thì đề nghị bỏ cái nội dung từ điểm C khoảng 5 điều 3 là khu vực cần phải lập quy hoạch phân khu theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan. Bởi vì quy hoạch phân khu đô thị và nông thôn cần phải được thực hiện theo quy hoạch, theo luật quy hoạch đô thị và nông thôn. Trường hợp có mâu thuẫn giữa các luật thì cần có sự điều chỉnh thống nhất tại một luật chuyên ngành thay vì phải rà soát tất cả các luật nhằm đảm bảo tính thống nhất và hiệu lực của pháp luật chuyên ngành. Tại điểm D khoảng 7 điều 3, đề nghị xem xét lại việc lập quy hoạch chi tiết cho khu vực được xác định theo pháp luật về đất đai để đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất hoặc đấu giá quyền sử dụng đất. Hiện nay, pháp luật về đất đai và nhà ở chỉ quy định lập quy hoạch chi tiết cho dự án nhà ở. Việc quy định lập quy hoạch chi tiết cho tất cả các dự án đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất, kể cả dự án nhà ở sẽ không hiệu quả. Vì một là lập quy hoạch chi tiết cần huy động được sự sáng tạo, giá trị. Hai là khó khăn trong cái công tác điều chỉnh sau khi thực hiện cái đấu thầu, đấu giá. Hai, về kinh phí cho hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn ở điều 10. Tại khoản 4 điều 10, tôi đề nghị bổ sung nội dung Ủy ban Nhân dân các cấp phê duyệt dự toán theo phân cấp của pháp luật về ngân sách đối với các cái đồ án thuộc trách nhiệm của cấp mình lập nhằm đảm bảo cái tính chủ động, tăng tính phân cấp phân quyền, trách nhiệm của chính quyền các cấp, đồng thời bổ sung cái quy định trên để giao rõ cái trách nhiệm thuộc kinh phí thuộc cái trách nhiệm của cái cấp lập quy hoạch, tránh cái đùn đẩy kéo dài cái thời gian thực hiện. Ba là về căn cứ lập quy hoạch đô thị và nông thôn tại điều 14. Tại khoản 1, điều 14 đề nghị bổ sung thêm một khoản quy định lấy cơ sở pháp lý về kết quả sử dụng đất và phê duyệt quy hoạch tỉnh để làm căn cứ lập quy hoạch đô thị và nông thôn. Có như vậy, sau này
việc triển khai sẽ phù hợp và sẽ không bị vướng. 4 là về quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch chi tiết đô thị điều 23. Tại điểm C khoảng 1 điều 23, tôi đề nghị Quốc hội cân nhắc đánh giá cái thời hạn hoàn thành việc lập phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị là 6 tháng, bởi đây là khoảng thời gian quá ngắn, khó thực hiện. Hiện nay, việc tại cái nhiều nơi diện tích lập quy hoạch phân khu thì là rất lớn, nội dung quy hoạch nhiều. Ví dụ như nội dung quy hoạch là phân khu đô thị phải gồm việc xác định chức năng, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đối với từng cái ô phố theo cấp đường, phân đường phân khu vực, nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan cho toàn cái khu vực lập quy hoạch, giải pháp về cái kiến trúc cảnh quan đặc trưng của đô thị, vân vân, rất là nhiều nội dung. Cần phải có thời gian để đảm bảo hoàn thành cái việc lập phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị. 5 là về lấy ý kiến về quy hoạch đô thị nông thôn tại điểm 6. Tại cái điểm A khoảng 6 điều 36, đề nghị cần xem xét về cái thời gian các cơ quan tổ chức và chuyên gia được yêu cầu cho ý kiến bằng văn bản trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ các hồ sơ theo quy định. Căn cứ vào điều 1 quyết định 188 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ thì Thủ tướng đề về cái chế độ tuần làm việc của cơ quan nhà nước thì chúng ta chỉ có phân cái thời gian làm việc trong 40 giờ trong 5 ngày và nghỉ ngày thứ bảy và cả chủ nhật. Do vậy tôi đề nghị là điều chỉnh cái quy định là 15 ngày làm việc và không tính tới ngày thứ bảy và chủ nhật cho nó rõ ràng và nó hợp lý hơn. Về việc lấy ý kiến về quy hoạch đó, để đảm bảo tính đồng bộ giữa các cái dự án luật, tôi cũng đồng tình với cái ý kiến của đại biểu khác đã phát biểu trước tôi nhằm đảm bảo tính thống nhất và phù hợp với cái dự luật cái luật thực hiện dân chủ cơ sở. Đề nghị là Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu tiếp thu hoàn chỉnh cái dự thảo luật. 6 là về cái quyền phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị nông thôn tại điều 40, cũng như đại biểu Hải ở đoàn Thanh Hóa tại khoảng 5 điều 40 đề nghị là đánh giá là sự cần thiết của việc báo cáo của Hội đồng Nhân dân hay không. Vì nguyên tắc là Hội đồng Nhân dân có chức năng giám sát đối với mọi hoạt động của Ủy ban Nhân dân, đồng thời dự thảo luật có quy định là Ủy ban Nhân dân phải báo cáo Hội đồng Nhân dân, nhưng có cần để Hội đồng Nhân thông qua hay không thì không quy định. Như vậy thì cái việc báo cáo này thực chất là chỉ mang tính hình thức. Vì vậy tôi đề nghị là ban soạn thảo cần phải cân nhắc nghiên cứu tính phù hợp của quy định này. Tôi xin thấy ý kiến, trân trọng cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn đại biểu, xin mời đại biểu Đào Chí Nghĩa phát biểu. Đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn thành phố Hà Nội chuẩn bị. Kính thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa Quốc hội, để tiếp tục hoàn thiện luật quy hoạch đô thị và nông thôn, tôi xin phép phát biểu 6 nội dung cụ thể như sau. Nội dung thứ nhất là tại điều 2 về giải thích từ ngữ. Ở khoảng 9 thì đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung cụm từ đất bãi bồi, giải đất ven bờ sông vào sau cụm từ truyền đất tự nhiên để quy định được đầy đủ so với thực tiễn. Khoản này sẽ được viết lại như sau. Khoảng 9, cảnh quan là không gian được xem xét nhiều hướng khác nhau như không gian xung quanh công trình kiến trúc, quảng trường, đường, phố, hè, đường đi bộ, công viên, thảm thực vật, vườn cây, vườn hoa, đồi, núi, gò đất, đảo, cù lao, truyền đất tự nhiên, đất bãi bồi, giải đất ven bờ sông, giải đất ven bờ biển, mặt hồ, mặt sông, kênh rạch và không gian sử dụng chung khác. Thứ hai là tại điều 6, đối với quy hoạch đô thị và nông thôn, tại khoản 3 của điều này quy định, đối với các đô thị lớn, các khu vực phát triển mới, khu vực tái thiết đô thị, khuyến khích phát triển đô thị gắn với định hướng giao thông công cộng, khai thác quỹ đất để thực hiện xây dựng khu vực đầu mối, đường sắt đô thị kết hợp với phát triển và tái thiết đô thị. Theo quy định dự thảo này thì cần định nghĩa rõ cụm từ đô thị lớn được đề cập trong dự thảo luật. Tôi đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung giải thích khái niệm đô thị lớn vào điều 2. Và nội dung này thì tôi cũng thống nhất với đại biểu Nguyễn Quang Quân của Bình Dương là cơ quan soạn thảo cần phải xác lập các cái cấp độ đô thị, đặc biệt là đô thị lớn và siêu đô thị, và cần phải có giải thích nội dung này rõ ở điều 2. Ở vấn đề thứ 3, ở điều 21 về quy hoạch chung thành phố thuộc tỉnh hoặc thuộc thành phố trực thuộc trung ương, thị xã và quy hoạch chung đô thị mới dự kiến trở thành thị xã, thành phố thuộc tỉnh
thuộc thành phố trực thuộc trung ương tại điểm D khoản 1 quy định. Điểm D xác định phạm vi quy mô các khu chức năng, các khu chuyển đổi chức năng, các khu cấm xây dựng, khu hạn chế phát triển, khu chỉnh trang cải tạo, khu cần bảo tồn, tôn tạo và các khu phát triển mới, khu dự trữ phát triển, định hướng kiến trúc cảnh quan đô thị. Đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ các khái niệm khu chuyển đổi chức năng, khu hạn chế phát triển, khu phát triển mới, khu dự trữ phát triển và nội dung này cần phải được giải thích rõ ở điều 2. Đối với khu chuyển đổi chức năng, khu hạn chế phát triển, khu phát triển mới, khu dự trữ phát triển và một số khu khác ở nằm ở điều 21, điều 22 của dự thảo luật cũng cần phải được hướng dẫn rất là cụ thể để việc tổ chức thực hiện và có biện pháp quản lý mang tính chất thống nhất trong cả nước. Cụ thể, cần quy định rõ đối với khu chuyển đổi chức năng là chuyển đổi theo tính chất với tỷ trọng, khu hạn chế phát triển có được đầu tư cải tạo hạ tầng chỉnh trang hay không, khu phát triển mới có phải là khu vực cần áp dụng biện pháp thu hồi đất để thực hiện đầu tư xây dựng theo dự án mới, khu dự trữ phát triển thì dùng cho giai đoạn trong thời hạn quy hoạch hay sau quy hoạch, các nội dung trên thì cần phải được quy định và cụ thể. Thứ tư, tại điều 33 quy hoạch không gian ngầm đối với thành phố trực thuộc trung ương, ở điểm H khoảng 2 của điều này đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ cụm từ ứng phó với biến đổi khí hậu, bởi vì theo quy định tại khoảng 2 điều 3 của luật bảo vệ môi trường năm 2020 thì hoạt động bảo vệ môi trường đã bao hàm ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, để nội dung quy hoạch không gian ngầm gắn với việc bảo vệ nguồn nước ngầm cũng như là các công trình ngầm hiện hữu, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung nội dung này và điều chỉnh như sau: yêu cầu giải pháp về bảo vệ môi trường và nguồn nước ngầm, an toàn các công trình ngầm và phần ngầm trên các công trình của mặt đất. Thứ năm là ở chương 5, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung một điều quy định về trách nhiệm của Bộ Tài nguyên Môi trường gắn với trách nhiệm của Bộ Xây dựng trong việc tham mưu với Chính phủ về công tác lập quy hoạch, vì thực chất nội dung chính của dự thảo luật này không thể tách rời với quy hoạch đất đai. Thứ sáu, tại điều 58 về trách nhiệm của Bộ Xây dựng, tại khoản 1 của điều này, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung cụm từ là cơ quan chủ trì trong phối hợp với các bộ ngành. Nội dung này đề nghị cơ quan soạn thảo viết lại khoản 1: Bộ Xây dựng là cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị và nông thôn, là cơ quan chủ trì trong phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, tham mưu Chính phủ trong tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị và nông thôn. Tại khoản 2 của điều này, đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ cụm từ định kỳ, đồng thời điều chỉnh cụm từ các địa phương thành Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Nội dung này đề nghị điều chỉnh lại kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trong tổ chức thực hiện pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn, kịp thời phát hiện các vướng mắc bất cập về hoạt động quy hoạch đô thị nông thôn, để nghiên cứu đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành liên quan về giải pháp xử lý. Tôi xin hết ý kiến. Xin cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn đại biểu. Xin mời đại biểu Hoàng Văn Cường phát biểu và đại biểu Dương Khắc Mai phát Đoàn Đắk Nông chuẩn bị sau phát biểu sau giờ nghỉ giải lao. Kính thưa Đoàn Chủ tịch, kính thưa Quốc hội, trước hết thì tôi đánh giá rất cao ban soạn thảo đã tiếp thu rất là nhiều các cái nội dung góp ý tại kỳ họp thứ 7 cũng như là hội nghị của đại biểu Quốc hội chuyên trách. Sau đây thì để có thể thông qua được luật này trong kỳ họp thì tôi xin góp ý thêm một số những điểm sau đây. Thứ nhất là tôi hoàn toàn đồng tình là đối với thành phố trực thuộc trung ương thì bên cạnh cái quy hoạch tỉnh thì cần phải có quy hoạch chung. Việc này là cần thiết bởi vì mỗi một loại quy hoạch này nó có chức năng khác nhau. Tuy nhiên thì các đại biểu đều nói rằng là trong thời gian vừa qua hai loại quy hoạch này nó còn đang có sự trùng nhau. Và vì vậy thì trong cái luật lần này chúng ta phải phân định để làm sao nó không trùng nhau chứ không phải là không có quy hoạch chung. Cái nguyên nhân trùng nhau ấy là do trước đây thì chúng ta chưa có quy hoạch tỉnh mà ở phạm vi tỉnh chỉ có quy hoạch chung thôi. Và do vậy thì quy hoạch chung này ấy, nó thực hiện cái chức năng là định hướng phát triển cho tất cả các ngành, các lĩnh vực. Và sau đấy ấy, thì nó lại còn có quy hoạch chi tiết của từng ngành lĩnh vực một. Tức là ngành nào có sẽ ghi vào chi tiết cụ thể hóa cái ngành lĩnh vực đó. Hiện nay thì trên địa bàn tỉnh thì lại có quy hoạch tỉnh rồi. Và quy hoạch tỉnh ấy, thì chức năng của nó là định hướng phát triển. Thế còn lại không có cái quy hoạch của các ngành, các lĩnh vực nữa. Và vì vậy ấy, thì bây giờ quy hoạch chung nó lại phải thực hiện chức năng là cụ thể hóa cái định hướng của quy hoạch tỉnh. Và nó phải thay thế cho nhiều các cái lĩnh vực mà quy hoạch tỉnh nó không có, quy hoạch ngành nó không có, thì nó phải cụ thể hóa, như là cái quy hoạch cụ thể hóa về hạ tầng kỹ thuật,
hạ tầng về kinh tế xã hội là phải cụ thể hóa ở trong cái quy hoạch chung này. Đấy, do vậy cho nên ở đây phạm vi bây giờ nó phải khác đi. Đấy, thì đấy là cái điểm là chúng ta cần phải phân biệt. Chính vì vậy ấy, cho nên là trong cái điều 29 luật 35 ấy, thì đã quy định rất rõ như thế này, là quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương cụ thể hóa quy hoạch tỉnh được lập ở thành phố trực thuộc trung ương về tổ chức không gian, về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, về công trình hạ tầng xã hội, nhà ở của thành phố trực thuộc trung ương. Và như vậy không phải đi vào định hướng nữa. Đấy. Tuy nhiên thì ở điều 34 hiện nay ấy, chúng ta lại vẫn quy định nhiều thứ vẫn là định hướng, chứ không phải là cụ thể hóa. Và do vậy thì chúng tôi xin đề nghị là ở cái điều 20. Đấy, điều 20 ấy, là chúng ta đang quy định định hướng, thì tôi đề nghị là trong điều 20 chúng ta phải sửa lại là phải cụ thể hóa những nội dung về phát triển các cái yếu tố hạ tầng, chứ không phải là định hướng. Và thậm chí ở những cái khu vực nào mà không có cái quy hoạch phân khu thì phải xác định rõ ranh giới của các yếu tố này để có thể cấm mốc giới được. Còn khu vực nào có quy hoạch phân khu thì phải xác định cái vị trí để cho quy hoạch phân khu đi vào xác định mốc giới. Đấy, thì tôi cho rằng là đấy là cái điều chúng ta cần phải cụ thể hóa thêm ở điều 20. Vấn đề thứ hai là tôi cũng đánh giá cao trong cái báo cáo giải trình tiếp thu thì đã tiếp thu là sẽ gộp các quy hoạch hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo tính đồng bộ ở trên phạm vi của cái quy hoạch chung, để tránh tình trạng là chồng chéo. Tuy nhiên thì trong điều 34 ấy thì lại vẫn cứ quy định rằng là có 4 loại cái quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, là gồm có quy hoạch về cao độ nền và thoát nước, quy hoạch giao thông, quy hoạch cấp nước và quy hoạch chất thải rắn và nghĩa trang. Đấy. Thế và như vậy thì nếu quy định thế này ấy, thì còn vấn đề chẳng hạn như là về viễn thông, về năng lượng, về điện, đấy, sẽ được phát triển ở đâu, hoặc thủy lợi là không có, đấy, sẽ không thể ở đâu cả. Và vì vậy ấy, thì tôi cho rằng là các yếu tố này, giao thông, thủy lợi, viễn thông và điện, nó đều có liên hệ mật thiết với nhau. Nếu chúng ta tách rời ra ấy, thì có thể dẫn đến tình trạng là mâu thuẫn. Tôi nói ví dụ chẳng hạn như ta quy hoạch thủy lợi, nhưng mà giao thông người ta bảo là không được đi trên cái thủy lợi, người ta không cho phép được đi trên cái đường đê đấy. Và như vậy thì nó sẽ vẫn đến tình trạng là nó không có cái sự kết hợp. Đấy, do vậy nhưng tôi cho rằng là đối với điều 34 thì chúng ta nên là gộp các cái quy hoạch hạ tầng kỹ thuật vào một, bao gồm tất cả 4 cái lĩnh vực mà trên đã nói. Đồng thời có phải thêm cả vấn đề về điện, về hạ tầng, về công nghệ, về viễn thông và cả thủy lợi. Riêng về cái quy hoạch chất thải rắn và nghĩa trang thì là tách riêng. Tôi đồng tình như thế. Và như vậy thì chúng tôi cho rằng đây chỉ có 2 loại thôi. Đấy. Vấn đề thứ 3 thì hiện nay chúng ta nghe nói rất nhiều hay nói đến vấn đề là cái đô thị theo hình thức TOD, tức là phát triển giao thông đi trước để định hướng cho phát triển đô thị. Và nếu phát triển giao thông đi trước ấy, thì nó sẽ giải quyết được cả 2 vấn đề. Vấn đề thứ nhất ấy, nó không còn tình trạng là phát triển những đô thị tràn lan xong rồi sau đấy không có giao thông cho nên không có người ở. Và thứ hai nữa ấy, là khi mà có người ở rồi ấy, thì nó gây ra bức xúc giao thông, thì khi đấy nhà nước phải bỏ tiền ra để giải quyết vấn đề về hạ tầng. Và như vậy ấy, thì vừa chi phí ngân sách nhà nước, vừa gây ra những vấn đề tốn kém cho xã hội. Thế còn nếu như mà phát triển giao thông đi trước ấy, thì khi đô thị phát triển lên thì người dân người ta đến ở ngay, nó không còn xảy ra tình trạng là bỏ hoang nữa. Và đồng thời cái giá trị đất đai tăng lên do có giao thông ấy, thì nó được tập trung vào ngân sách nhà nước, nó không rơi vào tay tư nhân. Đấy, chính vì vậy cho nên là tôi đề nghị là trong cái kế hoạch thực hiện quy hoạch ở điều 50 khoản 3 thì cần phải chỉ rõ tiến độ thực hiện các cái quy hoạch, thì phải thực hiện các quy hoạch về hạ tầng đi trước. Đấy, sau đó mới quy hoạch thực hiện về đô thị. Để tránh tình trạng như hiện nay chúng ta thấy rằng là cứ đi xin đất để làm đô thị trước, còn sau đấy hạ tầng không có. Đấy. Vấn đề thứ tư tôi cũng xin nêu lên một cái điểm. Chúng ta đều biết rằng là quy hoạch ấy, thực chất là việc lựa chọn những cái phương án phân bổ nguồn lực để cho các mục tiêu phát triển. Làm thế nào để khai thác hiệu quả nhất các nguồn lực. Mà trong các nguồn lực này ấy, thì nguồn lực đất đai đó là cái nguồn lực quan trọng nhất. Vì vậy ấy, cho nên là tôi cho rằng ở đây chúng ta phải có cái đánh giá cái phương án sử dụng đất đai như thế nào là hiệu quả. Đặc biệt là cái phương án này trong phát triển đô thị. Hiện nay thì đang có 2 cái xu hướng phát triển đô thị. Một cái xu hướng là người ta phát triển cái đô thị rất tập trung, và ở đó ấy, thì sử dụng gọi là có hiệu quả nhất cả về không gian trên cao, không gian ngầm và không gian mặt đất. Và nó tạo ra được một cái hệ thống về dịch vụ rất đồng bộ. Và như vậy nó tạo ra được tiện ích, cái giá trị gia tăng nó chỉ có được sau khi cái đô thị này được hình thành. Đấy, điển hình chúng ta thấy rằng có những đô thị nó chỉ khoảng 400 hectare nhưng có thể 100.000 dân. Ngược lại, có một cái xu hướng thứ hai là người ta phát triển đô thị theo cái nhiệm về rộng. Người ta chỉ đầu tư hạ tầng cơ bản và xây dựng công trình nhà ở rất là bình thường. Và sau đó thì người ta sẽ bán cái đô thị này rất là nhanh. Và như vậy thì cái nguồn lợi thu được là không cần phải đầu tư nhiều, nhưng mà nguồn lợi thu được thì lại rất là nhanh. Nhưng trong tương lai phát triển thì nó lại không bền vững. Đấy. Và như vậy thì ở đây chúng ta cần phải đánh giá 2 cái mô hình này trong cái quy hoạch phát triển đô thị.
chỗ nào là sử dụng cái mô hình phát triển đô thị tập trung nó mang lại hiệu quả bền vững hơn, và chỗ nào thì phát triển là cái đô thị theo bề rộng, để tránh tình trạng hiện nay là hầu hết các cái khu vực đấy, đều hướng theo cái việc là chạy theo phát triển cái đô thị theo bề rộng. Và chính vì vậy chúng ta nhìn thấy trong các cái phương án quy hoạch đất đai ấy, thì bao giờ chỉ tiêu quy hoạch đất cho phát triển đô thị hết trước đấy, và địa phương nào cũng phải đề nghị tăng thêm diện tích này, vì cái diện tích này tăng lên ấy, thì nó chỉ mang lại lợi ích trước mắt là cho cả nhà đầu tư và cho cả về khu vực thu ngân sách nhà nước đấy. Do vậy nhưng tôi đề nghị là ở đây chúng ta phải có cái quy định trong luật là trong các cái phương án lựa chọn về phát triển đô thị phải có cái việc đánh giá về chi phí lợi ích trong việc sử dụng đất đai, phải quy hoạch vào trong, phải quy định vào trong luật như thế, thì khi có cái phương án này chúng ta mới có cơ sở để bắt buộc phải giải trình và phải thuyết minh. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn đại biểu. Xin mời Quốc hội nghỉ giải lao 20 phút ạ.